kính chào bà con và quý khán giả đã đến với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của bản tin 365 ngày chuyển động. Mời bà con và quý khán giả xem thông tin hôm nay có gì hữu ích phục vụ sản xuất của bà con hay không. Nông dân huyện Long Mỹ, Hậu Giang mở rộng diện tích trồng đậu bắp Nhật vì có lợi cao. Bắp nữ hoàng đỏ thu hàng trăm triệu mỗi vụ ở miền Tây đang được nhân rộng. Công nghệ ghép giống họ Cà giúp giảm bệnh hại, tăng năng suất, giải pháp hữu hiệu cho nhà vườn. Lâm Đồng, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục tăng trên 12.000 hectare. Nhật Bản trao tặng địa phương Đà Lạt hàng trăm cây hoa anh đào. Kính thưa bà con và quý khán giả, gần đây nông dân các xã của huyện Long Mỹ đã mở rộng trồng giống đậu bắp Nhật. Theo bà con, giống này trái nhỏ hơn đậu bắp thông thường mà bà con hay trồng, nhưng quan trọng là năng suất và đầu ra tốt nên bà con đã chọn trồng nhiều. Đậu bắp là cây trồng ngắn ngày, trồng mau thu hoạch. Đậu bắp Nhật đang được công ty bao tiêu đầu ra rất là ổn định. Mới đây thì chính quyền địa phương huyện Long Mỹ làm việc với công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu vì việc mở rộng diện tích trồng và bao tiêu đậu bắp Nhật trên địa bàn huyện. Theo đó, sau vụ đông xuân 2018-2019, xã Vĩnh Viễn dự kiến sẽ trồng khoảng từ 4 đến 5 hectare đậu bắp Nhật do công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu bao tiêu với giá 8.500 đồng một ký loại 1. Riêng đậu bắp loại 2 có giá 2.500 đồng một ký, đậu bắp xô thì có giá 4.500 đồng một ký. Sau xã Lương Tâm, xã Phiên là xã được nhân rộng mô hình trồng đậu bắp Nhật với diện tích khoảng nửa hecta hiện đang cho trái. Nếu thuận lợi, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại xã Lương Nghĩa. Đậu bắp Nhật là loại cây dễ trồng, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt là có giá cả và đầu ra ổn định nên hiện nay đang được khuyến khích nhân rộng tại huyện Long Mỹ, nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, giống bắp nữ hoàng đỏ này xuất xứ ở Thái Lan đang gây tò mò cho nhiều khách hàng. Bà con nhà vườn đang tìm kiếm giống chè trồng thử nghiệm tại địa phương mình, không biết mức độ thích nghi của giống bắp này như thế nào. Thưa bà con, giống bắp này lần đầu tiên được trồng tại Việt Nam trên vùng đất Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang. Người dân trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã chuyển đổi nhiều diện tích đất để trồng bắp nữ hoàng đỏ vì năng suất và lợi nhuận khá cao, giúp người dân thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Đây có thể xem là giống bắp hạt đỏ tím mà khá lạ mắt, có năng suất cao từ 10 cho đến 12 tấn mỗi hecta, phù hợp với thổ nhưỡng của nhiều địa phương, giá trị kinh tế cao. Mời bà con cùng tìm hiểu thực tế mô hình trồng bắp nữ hoàng đỏ này qua ghi nhận từ cộng tác viên chương trình. Qua gần một năm thử nghiệm, đến nay, gia đình ông Đoàn Văn Tỏa ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã trồng thành công cây bắp hạt đỏ tím. Đây là loại giống mới do công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Nova cung cấp để ông Tỏa trồng dưới chân ruộng thay thế các loại bắp truyền thống. Giống bắp hạt đỏ được gọi tên là bắp nữ hoàng đỏ. Trái bắp có trọng lượng từ 500 đến 600 gram một trái, hạt có màu đỏ tím, xốp, mọng sữa, vỏ hạt mềm và mỏng hơn bắp khác, râu tím, lõi vàng, hạt giòn, vị ngọt thanh. Đặc biệt, trái bắp vẫn có thể ăn sống, không cần luộc hay nướng chín như các loại bắp khác. Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật nên ruộng bắp của ông Tỏa đạt hiệu quả cao. Sau gần 60 ngày, cây bắp đã cho thu hoạch với năng suất khoảng 10 đến 12 tấn một hectare. Ông Tỏa cho biết, giống bắp hạt đỏ tím này có nguồn gốc từ Thái Lan, rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Mỗi năm nông dân trồng từ 5 vụ bắp cho lợi khoảng vài trăm triệu đồng một hectare. So với các giống bắp truyền thống thì bắp này có nhiều ưu điểm có thể nhân rộng. Cái bắp này ăn thì nó ngon hơn cái bắp vàng kia là gấp 10 lần luôn á. Trái thì nó cũng nhỏ hơn kia chút đỉnh hả. Thí dụ kia 10 gọn này cũng 7 rồi đó. Giá cả thì được công ty bao tiêu là 5.000 đồng trái là cào ngang hết. Hầu hết trái bắp gia đình ông Tỏa sản xuất đều được công ty hạt giống Nova thu mua với giá tăng từ 2 đến 3 lần so với các loại bắp thông thường. Riêng các siêu thị đặt hàng mua bắp ruột đỏ tím của ông Tỏa với giá từ 20 đến 30.000 đồng một trái. Nhà nông trồng cà chua tỉnh Lâm Đồng rất lo rầu và đau đầu với bệnh trên cây họ Cà, đặc biệt là cà chua. Để giúp mà nhà nông an tâm canh tác, ngành chức năng và các nhà chuyên môn đã nghiên cứu nhiều giải pháp để mà ngăn chặn. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, tại địa phương, công nghệ ghép giống được sử dụng rộng rãi trong sản xuất trong hoa tại Lâm Đồng, điển hình là công nghệ kỹ thuật ghép cà chua, ớt ngọt. Giải pháp này được đánh giá là giảm bệnh hại, tăng năng suất cây họ Cà. Hiện công nghệ này được ứng dụng trên 222 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau họ Cà với diện tích 84 hecta. Hàng năm cung cấp cho sản xuất từ 270 triệu cây giống rau họ Cà các loại, đáp ứng đủ nhu cầu giống phục vụ sản xuất
Tiến bộ kỹ thuật này đã giúp người sản xuất loại bỏ được mối lo về bệnh héo rũ do vi khuẩn Brunstonia solanaceum, một loại dịch bệnh có thể gây tổn thất 50-100% ruộng cà chua trước đó, góp phần tăng 25-50% về năng suất, sản lượng cà chua của tỉnh Lâm Đồng. Như chúng ta đã biết, Đà Lạt, Lâm Đồng có điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ dao động phổ biến từ 18-25 độ, rất phù hợp để nấm thảo dược phát triển mà không cần nhiều sự can thiệp của công nghệ. Trên địa bàn Lâm Đồng có 4 doanh nghiệp và một cơ sở tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nhân cấy nấm. Hàng năm thì sản xuất 3 tấn nấm mỡ, 46 tạ nấm khô đông trùng hạ thảo và 20.000 phôi nấm đông trùng hạ thảo. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nấm, nhất là nấm thảo dược đông trùng hạ thảo cho biết, nấm dược liệu sản xuất nuôi cấy ở Lâm Đồng có hàm lượng dinh dưỡng và các hoạt chất thảo dược gần bằng thảo dược trong thiên nhiên. Mặt khác, với điều kiện tự nhiên thuận lợi trên cũng đã giảm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm nấm dược liệu tại Lâm Đồng. Các địa phương tỉnh Lâm Đồng đang tập trung chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng cho giá trị kinh tế. Theo đó, sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng tầm sản phẩm. Tại huyện Đạ Tẻ đã chuyển đổi gần 1.480 hectare đất lúa sang trồng các loại cây trồng khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, vụ đông xuân năm 2017-2018, huyện chuyển đổi gần 1.130 hectare đất lúa sang trồng bắp gần 900 hectare, dưa hấu, rau màu hơn 200 hectare, dâu tầm hơn 30 hectare. Còn vụ hè thu và vụ mùa trong năm 2018, huyện chuyển đổi 350 hectare đất lúa sang trồng bắp và dâu tầm. Đặc biệt, với mô hình chuyển đổi chuyên canh 3 vụ lúa thành 2 vụ lúa cộng 1 vụ bắp trong năm 2018, đã hạn chế các loại sâu bệnh thường xuyên gây hại cây lúa như lùn xoắn lá, trầy nâu, đồng thời tiết kiệm nước tưới từ các công trình thủy lợi. Trong khi huyện Đơn Dương là địa phương có thế mạnh về rau và hoa, để nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được bà con nông dân địa phương ưu tiên đầu tư ngày càng bài bản. Đến nay, diện tích sản xuất rau qua ứng dụng công nghệ cao ở Đơn Dương là gần 10.000 ha, chiếm tỷ lệ trên 80%. Năng suất rau thương phẩm trung bình đạt 336 tạ một ha. Hiện toàn huyện Đơn Dương có trên 300 ha cây trồng các loại được chứng nhận Việt Gáp. Sản xuất nông sản hữu cơ bước đầu được triển khai với quy mô hộ gia đình. Tính đến đầu năm 2018, giá trị sản xuất ở địa phương này đạt bình quân 200 triệu đồng một ha một năm. Các diện tích sản xuất công nghệ cao, thu nhập đạt từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi hectare một năm. Sự phát triển và hội nhập của nông nghiệp Lâm Đồng được thể hiện rõ qua con số diện tích đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tăng qua hàng năm. Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay thì toàn tỉnh có trên 54.000 hectare đất sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng trên 12.000 hectare so với năm 2015. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn nhất là cà phê với trên 20.000 ha, cây rau màu chiếm trên 19.000 ha, cây chè khoảng 6.000 ha, cây hoa các loại khoảng 3.800 ha và cây đặc sản khoảng 180 ha. Ngoài ra, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao còn có các loại cây trồng khác như lúa, cây ăn quả, dâu tầm. Trong đó, diện tích ứng dụng công nghệ nhà kính khoảng 4.400 ha, nhà lưới hơn 1.200 ha, công nghệ tưới tiết kiệm khoảng 28.000 ha. Hiện nay trên 12 huyện thành trên địa bàn tỉnh cũng đang đầu tư 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với gần 4.000 ha. Đồng thời tiếp tục quy hoạch bổ sung một số khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển theo hướng tiếp cận đa ngành gần 2.000 ha. Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Theo đó, có 20 sản phẩm đặc trưng của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Từ những sản phẩm này, tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ trên 20 đơn vị sản xuất để tạo ra hơn 20 sản phẩm theo hướng phát triển hàng hóa, mang tính đặc trưng, lợi thế của từng địa phương. Thông qua việc hình thành các tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Đối tượng thực hiện là các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Được biết, tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là trên 13 tỷ đồng. Anh Sơn Hiền nè, không biết là anh Sơn Hiền có cùng sở thích với tôi là ngắm hoa anh đào không?
ngắm hoa anh đào vào mùa nở rộ thì tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi đâu mà quý khán giả cũng rất là thích, và có người là mong muốn một lần được đến Nhật Bản để xem cái loài hoa này. Vâng, đúng rồi đó. Và thưa quý khán giả, loài hoa thanh nhã màu trắng và hồng là nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca và nghệ thuật Nhật Bản. Người Nhật gọi lễ hội thưởng lãm hoa anh đào là Hanami. Người dân Nhật Bản rất là quý trọng loài hoa này. Mới đây tại vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và công ty sàn giao dịch hoa Himeji tổ chức lễ trồng cây anh đào Nhật Bản trên đồi hoa quốc tế vườn hoa thành phố. Đây là món quà mà Nhật Bản đã trao tặng cho Lâm Đồng. Cây giống hoa anh đào được mang đến từ Nhật Bản có tên gọi là Sakura, đã 3 năm tuổi, cao trên 3 mét. Sau khi trồng, món quà tặng ý nghĩa này đã được chăm sóc và hứa hẹn trổ hoa sau 3 năm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tôn Thiện Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đã dành cho Đà Lạt những tình cảm tốt đẹp. Đồng thời khẳng định đây là sự kiện thắt chặt giao lưu nhân dân, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nhà nước, hai dân tộc. Những cây hoa anh đào Nhật Bản được trao tặng sẽ góp thêm sắc màu cho thành phố hoa Đà Lạt. Sơn Hiền và Thư Kiều thay mặt các đồng nghiệp của mình cảm ơn bà con và quý khán giả mỗi ngày đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Nếu có ý kiến góp ý hay là muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, bà con liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai.